Với phương châm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là nuôi dưỡng nguồn lực tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thành phố Đà Nẵng quan tâm, chú trọng với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển. Đến thời điểm này, tất cả các xã, phường, quận, huyện trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em, trong đó có nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, phường. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác trẻ em, chỉ đạo phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương về thực hiện công tác trẻ em. Chỉ đạo phối hợp thực hiện liên ngành chặt chẽ, đồng bộ trong công tác bảo vệ trẻ em, cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, thông tin và thực hiện quyền tham gia của trẻ em, phòng ngừa, xử lý, hỗ trợ can thiệp đối với các vụ việc xâm hại bạo lực trẻ em. Từ năm 2020 thì Trung tâm Thông tin Dịch vụ Công Đà Nẵng và Trung tâm Công tác Xã hội cũng đã ký một cái quy chế phối hợp thực hiện các cái tiếp nhận các cái thông tin về các trường hợp trẻ bị bỏ rơi cũng như là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Sau khi mà tiếp nhận các cái thông tin từ Tổng đài 1022 và Tổng đài 111 thì chúng tôi cũng đã phối hợp để mà xử lý. Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỷ lệ trẻ em được tiếp cận các thiết bị có kết nối mạng ngày càng tăng. Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của Internet, vẫn còn đó nhiều nguy hiểm, cạm bẫy khó nhận biết để trẻ tự phòng tránh như truy cập vào những nội dung xấu, thông tin giả, bị bắt nạt, dụ dỗ trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bắt đầu từ năm 2019, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng bộ quy tắc ứng xử hướng dẫn các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian mạng. Thì theo đó thì cái sản phẩm này nó đã hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin tích hợp cái quyền trẻ em trong các cái chính sách và các cái quy trình quản lý phát triển các cái sản phẩm công nghệ thông tin có cái nội dung lành mạnh cung cấp cho thị trường, từ đó tạo một cái môi trường trực tuyến an toàn phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ em. Hàng năm thành phố phê duyệt nguồn kinh phí khoảng 1.330 tỷ đồng giao cho các sở, ngành, hội, đoàn thể và địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em, đồng thời bố trí ngân sách cho đầu tư phát triển như xây dựng các cơ sở vui chơi cho trẻ em, nhà văn hóa thiếu nhi, sân chơi trường học, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Đến nay toàn thành phố có 40 nhà văn hóa, 41 khu thể thao, 16 khu vui chơi giải trí và 33 khu công viên vườn dạo có bố trí các thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em, đảm bảo tỷ lệ mỗi xã, phường có điểm vui chơi cho trẻ em. Nhất quán với quan điểm đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho phát triển. Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thành phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng, trường học, gia đình đặc biệt quan tâm và thực hiện theo hướng tiếp cận dựa trên quyền của trẻ em, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em được phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù dành cho trẻ em trên các lĩnh vực trợ giúp xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục. Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay công tác tuyên truyền giáo dục, vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn thành phố vẫn chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng, nhất là những người nhập cư, công nhân lao động ở các khu công nghiệp, các gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị tử vong do tai nạn thương tích cũng là vấn đề đáng quan tâm. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cần tiếp tục quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em vào năm 2030.